Hello, xin chào các bạn. Như tiêu đề thì đây là video mùa xuân dành cho nam giới. Và hãy cùng xem mùa xuân năm 2024 những cái tên của những chai nước hoa nào sẽ được gọi ở trong video lần này. Cùng mình khám phá nhá. Cái tên đầu tiên đó chính là Chipmunk của Zoologist. Tôi cũng không xếp theo cái thứ tự giá cả như thế nào cả nhá. Đây là chai nước hoa mà tôi mua được gần như là tổng kết năm 2023. Mặc dù là một cái gốc thôi, nhưng mà đây là một chai nước hoa tôi cũng rất là muốn để sở hữu. Và Chipmunk thì cũng là một trong những con động vật rất là đáng yêu, sóc chuột đó. Bạn nào ngày xưa bé mà xem kiểu Chip và Đen ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái tuổi thơ của bạn chắc chắn là cũng rất là thú vị, rất là nhiều kỷ niệm đúng không? Đây là hình của con Chipmunk này, xinh không? Đó. Nhà Zoologist là một nhà lấy cảm hứng từ động vật học. Trước đây thì mình cũng đã làm civet và mớt đia rồi. Đối với cá nhân mình, đấy là hai mùi thể hiện được cái cá tính cũng như là khá là dễ xài. Nhưng mà thực sự thì Chipmunk này và con Harvest Mouse là hai con mà tôi nghĩ là dành cho nam giới cực kỳ dễ xài mà các bạn có thể blind buy được. Nếu như các bạn có một cái thời gian trải nghiệm với nước hoa đâu đó 2-3 năm và có khoảng tầm trải nghiệm đâu đó tầm vài chục mùi hương thì đây là mùi hương rất phù hợp. Và mùi này thì mỗi khi mà mình ngửi thì mình đều nghĩ tới cái thời điểm giao mùa giữa nóng và lạnh, giữa đông và hè và giữa hè và đông, hay nói chính xác hơn đó chính là mùa xuân và mùa thu ở Hà Nội, một cái thời gian không quá dài nhưng mà đây đều là cái thời điểm mà cực kỳ hợp lý để xịt nước hoa. Thì Chipmunk khi mà các bạn vừa mới xịt lên da thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai hơi kiểu bùi, hơi kiểu xanh xanh. Cái nét này nó giống như kiểu các bạn cho những cái loại hạt, như kiểu hạt phỉ, hạt rẻ vào trong một cái chày, vào trong một cái cối, xong rồi các bạn giã ra và nước nó bắn lên, lực của các bạn rất là mạnh. Và rồi các bạn rắc một tí hạt tiêu lên, nó vừa the, nó vừa cay cay, xong rồi bùi, đắng, rất là rõ. Và sau khoảng tầm 15 phút thì cái cảm giác ban đầu ấy nó kết hợp và nó sẽ tạo ra một cái vai hơi sủi, nhưng mà nhanh thôi nó sẽ biến mất và các bạn nhận thấy gỗ xuất hiện. Gỗ ở đây nó sử dụng gỗ sồi các ông ạ. Thực ra thì thường người ta sẽ thấy rằng là chúng ta sử dụng những cái loại gỗ như kiểu đàn hương để cho dễ ngửi và chen trong thời gian vừa qua cũng là một chen của đàn hương, nhưng mà ở Chipmunk này thì người ta sẽ cho các bạn thấy cái nét gỗ đi rất từ từ. Và nếu như các bạn ngửi kỹ ở sau khoảng tầm 15-20 cho đến 30 phút xịt thì các bạn nhận thấy cái gỗ ở đây nó xuất hiện với những cái phần như kiểu vỏ cây rất là lớn, ôm mấy cây, và sau một cơn mưa to thì nó bị rơi xuống đất và các bạn cầm lên các bạn ngửi ẩm này, một cái mùi đặc trưng của gỗ và cảm giác rất là mát. Đó, thì cái mát nó không phải là mát theo hơi hướng kiểu cam chanh đâu nhá, mà cái cảm giác mát kiểu mọng nước, những cái vỏ gỗ ấy, kiểu như thế, nó mix cùng cái nét bùi. Và cái mùi hương này để cho nó có phần đỡ bị nhàm chán và dễ ngửi hơn thì Chipmunk được thêm ở cái phần dry down của mùi hương, đó là một lớp nhựa, nó như kiểu được quét lên cái top note ban đầu giữa cái nét the này, ngậy bùi của hạt rẻ kết hợp cùng với cái cảm giác ẩm của vỏ gỗ, thì nó tạo nên một cái vai hơi kiểu dầu ở trên mùi hương. Và cái thú vị của Chipmunk ấy, đó chính là mùi hương này nó cũng giống như con sóc vậy. Nếu mà các bạn xịt mùi hương này vào những ngày trời lạnh ấy, thì các bạn nhận thấy cái mùi đất này, mùi vỏ gỗ lên rất rõ và nó tạo ra một cái vai hơi animalic, kiểu hôi một tí. Nó giống như kiểu những chú sóc ngủ đông vậy, không tắm nên là cảm giác lông liếc các thứ hơi hôi. Nhưng mà nếu như các bạn xịt cái mùi của Chipmunk này vào những ngày mà trời nắng thì các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương nó lên cái hơi hướng kiểu vani, hơi ngọt ngọt kết hợp cùng bay gỗ, nó lại cực kỳ là hấp dẫn và rực rỡ nhá. Đúng kiểu các chú sóc xong rồi nhảy ở trên những cái cành cây khi mà vớ được một vài quả hạt để nó cất đi dự trữ trong mùa đông ấy, thì đây là một trong những mùi mà mình cực kỳ thích. Các bạn biết rồi, Zoologist không dễ ngửi, nhưng mà trong những cái buổi mình live TikTok thì mình luôn nói rằng Chipmunk là một trong những mùi mà mình rất thích. Civet, Chipmunk, Musk Deer, Harvest Mouse đều là những mùi mình rất yêu. Và nếu như mà bạn đồng điệu về cái gu mùi hương với mình thì khả năng bạn cũng sẽ thích Chipmunk đó. Mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách cũng như là cái độ tuổi như nào, thì mình nghĩ là đây là một cái mùi hương không dành cho giới trẻ vì thực sự là nó không nịnh mũi. Zoologist là như vậy. Đó, các bạn cần có trải nghiệm về nước hoa, các bạn cần có
việc là sưu tầm vài chai hoặc là vài chục chai rồi như mình nói ở ban đầu thì các bạn mới có thể thử em nó và thấy được cái sự hay ho. Nên là mùi hương này thì cá nhân tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với những ngày mà trời gió hơi kiểu chuyển gió, thì các bạn sẽ mặc những cái áo vải tweed này, mặc những chiếc băng tô vải tweed ở bên trong, có thể là những chiếc sơ mi hoặc những chiếc polo, xong rồi với cái vibe màu nâu hơi basic cổ điển truyền thống, thì đây là một trong những con rất phù hợp như vậy. Đi giày tây, quần âu, xong rồi đeo một cái khăn màu nâu thì rất là hợp với Chipmunk của Zoology. Đương nhiên phong cách vậy thì chắc là tầm ngoài 23 đến thậm chí là 25 tuổi đổ ra mới phù hợp. Còn độ bám tỏa của em nó thì đâu đó trên da mình tầm 7 tiếng và nó sẽ tỏa nhẹ nhàng nhưng mà khá là bền bỉ trong khoảng tầm nửa cánh tay quay đầu và giảm dần theo thời gian. Thì ở vị trí số 1, một chai mình recommend để các bạn, đó là Chipmunk của Zoology. Cái tên thứ hai là mình muốn giới thiệu đến các bạn, đó chính là Mont Blanc Platinum. Mặc dù cái video gần đây mình review riêng em này thì nó là một cái video có thể nói rằng là chê về mùi hương này, nhưng như ở video đó mình có nói, đó là Platinum không hề là một cái mùi hương dễ dùng ở thị trường Việt Nam đó. Và một cái mùi hương như vậy nó cũng cần có những cái thời điểm cụ thể, nó giống như kiểu là một bộ gọi là một bộ suit ba mảnh, các bạn chỉ có thể mặc vào ngày cưới hoặc là đi những bữa tiệc cuối năm. Còn cái tính ứng dụng của nó ở trong cái công việc hàng ngày của bạn thì nhiều khi các bạn không thể nào mặc được vì nó quá lịch sự, nó quá nghiêm trang và các bạn cũng chưa biết làm sao để mix được rằng là với bộ quần áo như vậy thì tôi sẽ mặc như thế nào cho hợp lý. Thì Mont Blanc Platinum chính xác là một trong những cái mùi hương như thế. Nó chỉ đẹp vào mùa xuân với mùa thu thôi. Video review cụ thể thì các bạn có thể xem lại ở trên này, mình cũng sẽ ghim lại cho các bạn. Chỉ đơn giản rằng cái phong cách của nó, đó là bạn sẽ là một người cực kỳ nhiều năng lượng, thường xuyên thể dục thể thao. Các bạn có style ăn mặc đó là những chiếc quần jean với những cái áo có mũ, kiểu áo nỉ hoặc là quần nỉ hoặc là quần jogger, phong cách thể thao, thì các bạn có thể dễ hình dung hơn bằng cái việc là xem video đấy hoặc là xem cái trailer mà cái thương hiệu Mont Blanc Platinum mình giới thiệu, thì các bạn có thể hình dung ra một phần nào đó cái không gian mà Mont Blanc này thể hiện. Với mình thì mặc dù là một trong những mùi hương khá khó dùng và thậm chí rằng chê ở thị trường Việt Nam vì có quá nhiều người nói rằng là nó rất là dễ dùng vì nó giống Santo 33, nó đa dụng, nhưng mà với cá nhân mình thì Mont Blanc Platinum là một lựa chọn khó, nhưng nếu như mùa xuân và mùa thu thì các bạn có thể tham khảo qua. Độ tuổi thì mình nghĩ rằng cũng khá là trẻ, không quá là già, tầm 21-22 là các bạn có thể mặc được rồi. Và có một cái là mình rất respect ở cái nhà Mont Blanc này, đó là phiên bản này là một cái phiên bản khác hoàn toàn với Mont Blanc phiên bản màu đen, phiên bản gốc ạ, Explorer phiên bản gốc. Và có rất ít thương hiệu mà đủ sự tự tin, mạnh dạn để làm những cái phiên bản sau mùi gần như khác hẳn so với cái phiên bản gốc ban đầu đã thành công. Đây là một điều mà các bạn có thể nhìn thấy, không phải thương hiệu nào cũng dám làm. Điển hình như của Jean Paul Gaultier làm xung quanh chỉ ngọt với ngọt thôi, năm nào cũng đẻ, nhưng mà với Mont Blanc thì làm một câu chuyện hoàn toàn khác. Thậm chí rằng là các bạn có thể thương hiệu có thể đặt một cái tên hoàn toàn khác thay thế thiết kế chai thì đôi khi nó lại được đón nhận nhiều hơn. Nhưng mà rất respect, dám làm, dám chấp nhận thất bại xong rồi để tìm những mùi hương mới. Mont Blanc Platinum. Rồi đến vị trí số 3, có lẽ chúng ta phải cho một chút vani chứ, đúng không? Tại vì với cái thời tiết se se lạnh chuyển gió thì cái việc mà chúng ta tìm một mùi hương vani để sử dụng đó là chuyện đương nhiên. Vì mùa lạnh mà, làm chút gì đó ngọt ngọt, ấm ấm nó rất là thú vị. Nhưng mà chọn ngọt làm sao để không quá ố dề dành cho cái thời tiết vẫn còn chưa đủ lạnh sâu, nó là một lựa chọn khó. Nhưng vani Havan của Le Saint Monde d'Apple, đọc hơi khó vì nó là tiếng Pháp, sẽ để ở tên ở phía dưới để cho các bạn có thể dễ dàng tìm hơn. Chai này thì mình rất là vui vì mình nhận mà mượn được của anh Huy, đợt anh Huy Phunix chủ của kênh Need Fragrance Sleep có ra Hà Nội và anh bảo là em có muốn cầm để làm review không, thì mình bảo là vâng, thế để em cho vào cái lít nước hoa mùa xuân của em vì em đang thiếu một mùi vanilla. Thế là tôi đã rất tranh thủ thẩm thật kỹ xong rồi tôi cho lên ở video lần này. Thì cái mùi hương này mà khi các bạn mặc nó lên người, thực ra cũng chả cần mặc đâu,
các bạn ngửi ở đầu vòi thôi, các bạn sẽ thấy một cái mùi vani ngửi rất xanh. Nó có phần hơi chua chua và có một cái nét hơi phấn phủ lên cái lớp vani này. Gần như rằng nếu như hỏi mình mùi hương của vani Havan này nó là chủ đạo top nốt ở phần top nốt ấy, nó là vani hay là iris phấn, thì tôi có thể không trả lời được không? Tại vì thực ra thì nó rất cân bằng ở cái khoản ban đầu và nó tạo ra một cái sự mềm mại, dễ ngửi ngay ban đầu, cảm giác xịt một phát yêu luôn. Mùi hương này tôi cũng cho bạn Ngọc nhím thử, bạn bảo ui đây là gu của em. Nhưng mỗi độ hôm đấy trời hơi nóng nên là khi mà Ngọc mặc về buổi chiều tối mà bảo là con này tỏa tốt quá nên là em ngửi nó hơi bị mệt. Nhưng mà với thời tiết lạnh thì ngửi con này kiểu bao phê, bao say đắm luôn. Vậy thì cụ thể cái nét xanh của vani này các bạn có thể hình dung được như thế nào? Thực ra thì các bạn sẽ không thấy cái nét ngọt xuất hiện quá là nhiều đâu, nhưng mà nó sẽ có cảm giác như kiểu các bạn luộc những cái loại đậu đũa, kiểu đậu lông lên ấy, thì cái mùi xanh xanh của cái phần vỏ nó sẽ theo làn khói đưa lên mũi bạn và các bạn nhận thấy một cái lớp phấn rất mềm mại mịn như kiểu phấn đánh má của chị em phụ nữ nó xuất hiện. Nhưng mà yên tâm nhá, mọi thứ rất là cân bằng và nó không hề có cảm giác kiểu nồng dày như là kiểu Dior Homme Intense ở phần top note đâu. Và rất nhanh chóng, đâu đó khoảng tầm 20 phút thì cái nốt phấn này nó sẽ gần như dịu và biến mất hoàn toàn. Các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi trái cây chín xuất hiện. Nghe trái cây chín quen không? Tí nữa tôi sẽ nói cho các bạn biết nốt hương con này giống con gì. Thì cái nét trái cây chín ở đây thì nó tạo ra một cái vai mùi thơm của trái cây được sấy khô. Nhưng nếu như các bạn ngửi kỹ thì các bạn cũng thấy rằng là cái vani ở trong này bắt đầu nó có cảm giác ẩm, nó làm mình nghĩ tới cái phần những cái quả mứt ấy, những cái mứt trái cây ấy, bày ở những ngày Tết ấy. Thì ở cái phần vỏ ngoài nó khô nhưng mà ở trong nó vẫn ẩm, nó rất là kiểu nó có một cái độ ngậm nước ở trong đó. Thì em này xuất hiện và bây giờ thì các bạn có thể bật Fragrantica lên, các bạn search Jack Lab thì các bạn sẽ thấy rằng vani Havan nó có nốt hương gần như khá giống với Jack Club, khi mà nó có thuốc lá, nó có rượu, nó có trái cây, vani, gần như mọi thứ giống nhau. Nhưng nếu như hỏi rằng mùi hương này có giống với Jack Club của Maison Manzera Replica hay không thì câu trả lời rằng không. Ở vani Havan nó là một cái phiên bản giảm ngọt hơn khá nhiều, giảm độ sánh của rượu và đơn giản là tăng cái độ của ngọt của trái cây lên. Và mùi hương này nó cũng làm cho mình thấy được cái sự mượt mà khác hẳn so với Jack Club, và nó cũng thấy một cái độ nít hơn, đó chính là mùi hương nó không quá ồn ào, nó không quá là khó chịu, kiểu ngọt gậy. Vì nhiều ông bảo là Jack Club bây giờ ngọt lắm anh ạ, em không ngửi được đó. Và cái hay ở con này đó là các bạn nếu như các bạn có thời gian mặc nó lâu vào những cái ngày trời hơi lạnh thì các bạn thấy rằng có một cái chút thuốc lá xanh xanh phảng phất ở phía sau, hơi khói nhẹ một tí đắng đắng, và nó sẽ làm cho mình nghĩ tới những cái ngày bé khi mà mình đi thăm họ hàng gia đình và những ngày Tết đi chúc Tết ấy, thì luôn luôn có một cái khay mứt hoa quả ở cái phần bàn và những đứa trẻ thì ăn, các cô chú ở bên ngoài, các chỗ cô các chú già già thì hút điếu thuốc và thuốc theo làn gió phảng phất vào mũi của mình, kết hợp cùng với trái cây tạo nên một cái mùi hương có phần rất hoài niệm, rất gần gũi, chân thật. Và em này thì nói thật là cũng không hề dành cho những người trẻ, tại vì có trải nghiệm như vậy thì mình nghĩ là cũng phải đầu 9x, cũng khoảng tầm mình nghĩ tầm 27 tuổi, hoặc là ở những cái vùng quê khi mà vẫn có thói quen là đến chúc Tết nhau và ăn mứt một cái thứ. Chứ ở Hà Nội tôi thấy bây giờ nhà tôi Tết vừa rồi còn chả chúc, chả có thấy hộp mứt đâu luôn đấy. Đó, thì mùi hương này sẽ dành cho những bạn nam trầm tính, nói thẳng là trầm tính, có phần gì đó rất cổ điển và truyền thống. Các bạn có thể mặc những gam màu cũng như là con chipmunk đấy, nhưng mà hảo ngọt hơn một xíu, có thể gọi là gần gũi, chan hòa, cởi mở hơn, thì Vanilla Havan là một trong những con rất ok. Con này thì ở Việt Nam thực sự là rất khó mua, nhưng các bạn tự hỏi anh Huy xem anh ấy còn hay không đó. Và độ bám tỏa thì lưu ở trên da tầm 7 đến 8 tiếng và tỏa khá tốt nha, tỏa tốt, tại vì bạn Ngọc bạn feedback là con này tỏa tốt quá, em xịt xong chỉ ngửi thấy mùi con này thôi. Thì đó là ở vị trí số 3, Vanilla Havan. Tiếp tới thì là một chai nước hoa cũng đã review rồi, đó chính là Ferric Mill Synthetic Jungle. Chai nước hoa này thì tôi đã trả lại cho bạn Ngọc vì cái gốc này nó rất to. Tôi sẽ mua lại một cái gốc Synthetic Jungle là một chai đâu đó tầm 20ml, 30ml sau.
Nhưng mà nếu như bạn đang tìm một cái vai mùi xanh để phù hợp với cái câu nói đó là mùa xuân trăm hoa đua nở, thì Synthetic Jungle chính xác là một mùi hương như vậy. Video review thì cũng mới làm cách đây không quá lâu, cũng sẽ hiện đường link ở trên này để các bạn có thể theo dõi. Nếu như các bạn đang tìm một cái mùi xanh, xanh mát như kiểu là các bạn ngụp mặt vào một cái chậu nước kéo lên từ giếng vậy, rất mát mẻ, siêu mát mẻ, thì đấy là một mùi hương mà các bạn không thể nào bỏ qua. Đặc biệt là những anh em Sài Gòn nhá, tìm một mùi xài quanh năm thì Synthetic Jungle là một lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Đó, cái hay của Synthetic Jungle đó chính là mặc dù làm xanh nhưng không có cái vai đắng như là vài con như Neo hoặc là một vài con khác, những kiểu Dunhill Icon khi mà người ta mix thêm vetiver vào. Mà cái cảm giác khi các bạn xịt Synthetic Jungle như kiểu các bạn rơi vào một cái khu rừng nguyên sinh bạt ngàn, các bạn chiêm ngưỡng những cái cỏ cây, những cái loài hoa từ lúc mà nó chuẩn bị nở cho đến khi nó tàn, mọi thứ rất rất đẹp. Cụ thể thì mời xem video review. Còn về phong cách thì tôi nghĩ rằng là vai đồ trắng rất là nhiều năng lượng, nhìn thôi đã thấy là anh là một người rất tích cực, rất là tạo ra một cái vai kiểu mát rồi phóng khoáng, rất là thiên nhiên, hoặc có phần gì đó kiểu hòa mình vào cái hình ảnh màu xanh khu rừng bạt ngàn thì Synthetic Jungle. Không nói nhiều nữa, video thì có thể xem lại ở đây nhá. Một trong những mùi hương mình rất thích, hiệu năng còn tốt nữa chứ. Xịt mùa hè thì thôi rồi, ở trong Sài Gòn luôn. Kính mà. Vâng, cuối cùng thì cũng đã thề đến cái tên cuối cùng, nói đến nãy giờ khô hết cả cổ họng. Đó chính là Marisin Vetiver Santo. Đây. Vetiver Santo thì ngày xưa là có một cái phiên bản tem màu đen, xong rồi chữ tem màu vàng hay gì đó. Bản đấy thì bản cũ rồi, bây giờ các bạn chỉ có thể mua được cái phiên bản này thôi. Và Vetiver Santo đến từ một nhà đó là Marisin. Nhà nước hoa này thì họ có một cái nguồn cung nguyên liệu cực kỳ tốt. Hôm nào rảnh rảnh thì tôi làm thêm một vài con nữa thì tôi sẽ lồng thêm cái một chút về lịch sử của cái thương hiệu Marisin ở đằng sau để cho các bạn có thể dễ dàng hình dung. Đây cũng là một chai nước hoa hot đâu đó 2-3 năm gần đây, đặc biệt ở trên nền tảng TikTok. Có khá là nhiều YouTuber và TikToker đã review em này. Và phải công nhận rằng đây là một cái mùi vetiver cực kỳ dễ ngửi, rất an toàn và cực kỳ nịnh mũi. Trong cái buổi nói chuyện hôm mà tôi mượn con Vani Havan này của anh Huy, thì anh Huy cũng nói rằng là bây giờ anh cũng thay đổi quan điểm về việc sưu tầm nước hoa. Tại vì đối với cá nhân anh thì ngày xưa anh thích sưu tầm những con độc lạ mà chỉ có một mình anh ngửi và anh không mặc được đi. Nhưng bây giờ anh có xu hướng rằng sưu tầm những mùi hương hợp gu là một chuyện, nhưng nó cũng phải có tính ứng dụng thực tế. Và Vetiver Santo là một trong những mùi hương anh xịt anh được khen rất nhiều. Cá nhân mình thì mình cũng xịt em này mình cũng rất là được khen. Và kể cả bạn Ngọc, bạn ấy cũng recommend cho rất nhiều những người bạn nam dùng nước hoa là hãy thử con này, đặc biệt là những anh em dùng văn phòng. Vetiver Santo thì khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy có vetiver hơi đắng, ngái nhẹ một xíu, không quá xanh, kết hợp cùng với cái nét bột của mùi đàn hương hơi ngậy ngậy nữa, nhưng mà nó không phải hơi hướng kiểu mềm mại nhá, nó vẫn có một cái cảm giác như kiểu chúng ta sờ vào những cái loại bột để ở trên những cái bàn ấy, nhưng mà chúng ta vẫn có cảm giác nó thỉnh thoảng hơi lợn cợn những cái hạt bột to ấy. Thì cái mùi hương này như vậy không phải là thứ bột được xay nhuyễn, nên là nó tạo ra một cái vai có phần nam tính hơn so với những cái mùi đàn hương khác. Và vetiver cũng như Santo sẽ là hai thành phần chính mà Marisin sẽ xào nấu ở trong chai nước hoa này. Các bạn sẽ ngửi thấy ở phần top nốt nó có cảm giác rất là tươi, rất là kiểu mọng. Nó như kiểu là các bạn vắt một cái chút kiểu nước chanh chua chua lên, nó tạo một cái cảm giác lấp lánh dành cho mùi hương tươi sáng, dành cho mùi hương ở phần top nốt. Nhưng mà ở phần dry down thì các bạn sẽ thấy đàn hương dần dần trỗi dậy. Đàn hương trỗi dậy kết hợp cùng với cái nị hơi kem thôi, hơi kem, không quá kem nhá. Quá kem thì nó lại theo kiểu đàn hương béo béo kiểu Git BDK hay là Meander hay là kiểu Santo Pacific của Monte Carlo, kiểu mấy mùi hương đấy. Nhưng mà không, ở đây vetiver và Santo được làm cân bằng, mỗi người đều có chỗ đứng riêng ở trong mùi hương và không ai lấn sân của ai cả. Nó mang tới một cái tổ hợp mùi hương, thứ nhất đó là rất sạch sẽ, rất an toàn, có đủ cái sự
hấp dẫn, mềm mại, nhưng nó lại không hề thiếu đi một cái sự nam tính, có sự hơi gai góc. Đấy là một cái điều rất hay mà không phải là cái sự đơn giản nào mà nhà nước hoa nào cũng có thể hướng tới. Thì Vetiver Santo đã có thể nói rằng là đã chạm đến một cái mức đơn giản ở trong việc kết hợp đàn hương và cỏ hương bài. Ở trong bóng đá nó có một cái câu đó là chơi bóng đá thì rất đơn giản, nhưng mà để đá bóng một cách đơn giản thì nó cực kỳ khó. Thì đây cũng là một trong những con mà mình đánh giá không phải tự nhiên mà nó trở nên hot hit ở thị trường Việt Nam. Và mùi hương này thì rất hợp với những anh em có cái phong cách từ basic đơn giản cho đến việc là các bạn bắt đầu mặc những chiếc quần Âu, quần kaki đi với những chiếc áo phông. Thế thôi, nó cũng không quá là cầu kỳ, bắt buộc phải là quá là classic, quá là vintage. Chỉ đơn giản rằng là bạn lịch sự cần một cái mùi hương đủ sự nam tính nhưng vẫn dễ ngửi cho những người xung quanh thì Vetiver Santo làm cực kỳ tốt. Và một cái nữa đó chính là Vetiver Santo thì lưu và hiệu năng cũng rất rất tốt ở trên da. Lưu trên da mình tầm 7 đến 8 giờ. Đây là tôi nói hạn chế thôi, chứ nhiều khi tôi ngửi con này nó còn được cả ngày cơ. Còn về độ tỏa hương tầm nửa cánh tay. Vì thế thì riêng với môi trường văn phòng, các bạn thứ nhất là thích một cái vibe mùi vetiver và đàn hương, cái thứ hai là không gây khó chịu cho những người xung quanh, thì xứng đáng Vetiver Santo là một trong lựa chọn cực kỳ ok để các bạn có thể blend by được. Đó, độ tuổi tầm ngoài 25 đổ ra, xài quanh năm luôn. Nếu như ở cái phân khúc rẻ tầm 3 triệu, còn là có YDP là chai nước hoa các bạn dùng được quanh năm, thì với những bạn nam tầm 25 tuổi đổ ra, tầm trên 4 triệu thì đây là một trong những con cực kỳ ok. Nhìn thiết kế chai cũng rất là tối giản và đẹp nhá. Đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp, sạch sẽ, chỉn chu, đủ bảnh bao, nhưng không quá là điệu đà. Vetiver Santo của Marizin. Và vừa rồi đó là 5 mùi hương mùa xuân dành cho nam giới vào năm 2024. Sau cái video này thì chắc là từ giờ đến hè không có một cái video nào lít ở đâu. Hay là các bạn cũng đừng có chờ, sẽ có những cái video về nguyên liệu, về lịch sử của các nhân vật, những người có tầm ảnh hưởng trong thế giới nước hoa. Đợt tới mình cũng sẽ làm thêm cái chuyên mục đấy. Còn sẽ có đi phỏng vấn nữa đó, thế thôi. Còn loanh quanh có mùi nào mới thì tôi sẽ review trước. Để tầm tháng 5, tháng 6 thì tôi sẽ làm lít nước hoa mùa hè 2024 dành cho nam, cho nữ. Và hy vọng rằng các bạn nếu như đang quan tâm đến những mùi hương này, đây là một cái nguồn để các bạn có thể tham khảo thêm những góc nhìn mới. Còn nếu như bạn đã từng thử qua thì đừng ngần ngại cái việc chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và đừng quên like, share, ấn vào nút chuông theo dõi để chúng ta có một năm 2024 tiếp tục đồng hành cùng với nhau ở những lít nước hoa mùa xuân, mùa hè, hoặc có thể là 10 chai Vetiver mà mình sắp làm. Đang có ý định thôi, chứ mới lượt ra được đâu đó khoảng tầm 6-7 con. Nhưng mà nếu các bạn thực sự thích thú với Vetiver thì tôi sẽ làm video đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.